Sau 3 tuần hoàn thành việc tiêm mũi 1 vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi, từ ngày 4 tháng 12, huyện Côn Đảo tiếp tục triển khai tiêm vaccine mũi 2 cho nhóm đối tượng này. Và theo kế hoạch, đợt tiêm phòng COVID-19 mũi 2 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi tại huyện Côn Đảo sẽ hoàn thành vào chiều 8 tháng 12. Danh sách trẻ em từ 12 đến 17 tuổi của huyện Côn Đảo tiêm vaccine phòng COVID mũi thứ 2 sau khi đã tiêm mũi 1 đủ thời gian là 911 em. Loại vaccine được tiêm là Pfizer và điểm tiêm đặt tại trường Trung học Phổ thông Võ Thị Sáu. Để đảm bảo an toàn tiêm chủng, Trung tâm Y tế Quân dân y huyện Côn Đảo phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường học chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị. 4 bàn tiêm cùng một tổ cấp cứu được bố trí tại điểm tiêm và Trung tâm Y tế Quân dân y huyện Côn Đảo cũng bố trí 35 bác sĩ, điều dưỡng, y sĩ, nhân viên y tế cùng lực lượng tình nguyện viên là đoàn viên thanh niên, công an, quân sự, các thầy cô giáo phục vụ quá trình tiêm chủng. Trẻ em đến điểm tiêm theo giờ hẹn để tránh tập trung đông người. So với đợt 1 thì qua cái tiêm đợt 1 thì niềm tin của phụ huynh và học sinh là nó cũng ổn hơn, tức là khi mà có kế hoạch của ngành y tế thì tất cả phụ huynh, học sinh, cái công tác phối hợp, cái việc tiêm vaccine nó rất là thuận lợi. Thì nhà trường cùng phối hợp ngành y tế là triển khai rất là đồng bộ, và đến giờ lúc này thì chúng ta thấy tất cả học sinh của trung học phổ thông đều tập trung đã làm xong thủ tục và đã tiêm cho những em đầu tiên. Trước thời điểm tiêm, Phòng Giáo dục Đào tạo phối hợp với các trường học đã tuyên truyền sâu rộng đến phụ huynh và học sinh về sự cần thiết và độ an toàn của vaccine phòng COVID-19, vận động phụ huynh đưa con em đến tiêm chủng đầy đủ. Qua tiêm mũi 1, các gia đình trẻ nhỏ đã có trải nghiệm nên chuẩn bị chu đáo hơn, yên tâm hơn khi tiêm mũi 2. Đợt này thì được mũi 2 thì tôi cũng an tâm, cũng khuyến khích cho con cháu nó đi chích cho đủ liều. Nói chung gia đình cũng an tâm, thấy nói chung là được để cho mình cũng đi học hành, thế là nó không sợ nữa. Dạ, khi tiêm mũi này em thật sự rất là tin tưởng vào cái loại vaccine này, một phần rất là an tâm ạ. Đợt tiêm phòng COVID-19 mũi 2 cho trẻ em từ 12 đến tại huyện Côn Đảo diễn ra trong 3 ngày, 4, 5 và 8 tháng 12. Do Côn Đảo đã ghi nhận ca nhiễm COVID nên việc hoàn thành 2 mũi vaccine phòng COVID-19 cho nhóm trẻ trong độ tuổi càng cần thiết trước khi trẻ quay trở lại trường học. Em cũng cảm thấy bình thường, với lại em cũng an tâm hơn khi là chích mũi 2, với lại năm nay là em cũng học lớp 12 cho nên là việc chích nó cũng rất là quan trọng. Tăng độ bao phủ vaccine phòng COVID-19 cho các nhóm đối tượng cũng là cách để Côn Đảo thích ứng an toàn trong bối cảnh bình thường mới.